Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, các phiên xử liên quan tới diễn viên hài Minh Béo vẫn tiếp tục đang được dời lại sau khi có luật sư mới là luật sư Mia Yamamoto, với lý do luật sư cần chuẩn bị thêm thời gian. Phiên tòa tới đây là vào ngày 29 tây tháng 6 năm 2016, vẫn tiếp tục sẽ là một phiên điều đình, chưa đi tới những phiên sơ thẩm. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi nói chuyện với diễn viên hài Trần Thiện, rất quen thuộc với khán giả của Little Sài Gòn và ở khắp nơi. Anh có một số ý kiến liên quan tới diễn viên hài Minh Béo. Hãy nghe những một diễn viên hài có nhận xét về một vụ án liên quan tới một diễn viên hài khác như thế nào. Là một diễn viên hài thì không biết là anh đã có biết qua về diễn viên hài Minh Béo hay không, thưa anh Trần Thiện? Anh Lân, thưa anh, là tôi là một diễn viên hài, cũng là hài. Về một người bạn diễn là diễn viên hài Minh Béo đã lâm vào vòng lao lý vì một cái việc mà anh ta đã làm theo như luật pháp Mỹ là không đồng ý về chuyện đó, cho nên đưa ra tòa. Thì cho tới giờ này tòa vẫn chưa xử, thì có nghĩa là Minh Béo vẫn chưa phải là một tội phạm mà vẫn là nghi can thôi. Ok. Thì tôi cũng là cái người mà được nghe lại tất cả những gì đang diễn ra, đang xảy ra, đang mọi người bàn tán, mà tôi cũng chỉ được là xem mà coi lại, tôi cũng chưa có xuất hiện trong phiên tòa lần nào. Mà có cái điều mình nhận thấy là khi mà Đỗ Phủ, luật sư Đỗ Phủ đứng ra nhận trách nhiệm bào chữa cho Minh Béo, rồi sau đó tự nhiên, cái này tự nhiên nha, suddenly xuất hiện một nhân vật khác, một luật sư khác là bà Mia Yamamoto. Tôi dùng cái chữ là đột nhiên xuất hiện là tại vì đến cả Đỗ Phủ còn không biết. Ông cũng không biết là mà ông bị là coi như là hỏng chân về cái chuyện này, không còn được cái quyền bào chữa cho Minh Béo nữa. Tại sao? Mình không biết. Chỉ có cái điều là gia đình Minh Béo, chính gia đình Minh Béo cũng không biết. Mà theo như tôi đọc những cái gì đã xảy ra trên mạng, trên truyền thông các thứ, thì tôi thấy là cái người mà có khả năng đứng ra để mà lo cho Minh Béo, để mướn cái bà Yamamoto, bà này là một người cũng có tên tuổi và cũng đã có những cái quá trình mà đứng ra tòa cãi, kể cả cái vụ Lewinsky của ông Clinton. Thì như vậy tức là bà này bà có kinh nghiệm nhiều, có khả năng nhiều. Thì cái số tiền mà để mướn bà này tôi nghĩ chắc là không nhỏ. Không nhỏ, cái thứ nhất là về cái tiền mướn của luật sư Yamamoto. Cái thứ hai là về cái tiền mà để lo mà bảo lãnh tại ngoại đó, tức là tiền thế chân đó, tiền béo đó, nó lên tới 1 triệu mà bà này điều đình vẫn không được, vẫn giữ nguyên 1 triệu. Thì có một người xuất hiện để mà hứa với Minh Béo là cái này chính Minh Béo nói, tức là đã có người hứa là sẽ đứng ra lo cái vụ của Minh Béo, thì sau đó mới thông báo cho Đỗ Phủ. Đó lý do nãy tôi nói tại sao Đỗ Phủ mà thay rồi mới biết. Thì tôi nghĩ là cái người này cho tới giờ này chắc quý vị cũng như tôi, cũng như tất cả quý vị, cũng chưa biết là ai, vẫn còn đang là một nhân vật bí ẩn, giấu mặt. Thì cho dù là bí ẩn, cho dù là giấu mặt, thì phải là một người nào đó mà thứ nhất phải có tiền, thứ nhì phải có thế, phải có thế lực, thậm chí còn hứa với Minh Béo là sau này mà Minh Béo mà thoát khỏi cái chuyện này rồi, ra khỏi tù rồi, về Việt Nam vẫn đi diễn như thường nữa. Thì tôi nghĩ là một người này thế lực cũng lớn lắm chứ không phải là nhỏ, thì không thể nào nhỏ được để lo một cái chuyện quá lớn như thế này. Còn cái chuyện mà thí dụ như Minh Béo ở trong cái tình huống này thì bên biện lý nó có những cái bằng chứng mà khi trình ra tòa thì là xác thực là thằng này có tội. Thì cái chuyện tới giờ này vẫn chưa xác định, nhưng mà tòa xử như đại khái có nghĩa là hai bên vẫn là giờ này vẫn là pre-trial. Thì bà Yamamoto nó có cái hay của nó, tôi nhìn thấy qua những cái chuyện vừa rồi vừa xảy ra thì tôi thấy là bà này hay ở cái chỗ là như hồi nãy anh Lân có nói là bà này, bà đã xin được dời lại cái ngày xử án, xử cái phiên trial này dời lại là vì lý do là bà mới nhận cái khê này, cho nên là bà không có đủ thời gian để bà xem xét lại cái hồ sơ cũng như là những cái dữ kiện cũng như tất cả những bằng chứng của bên biện lý đưa ra. Bà cần thời gian để bà có thể bà có những cái phương pháp nào đó để bà có thể bào chữa cho Minh Béo.
Cái hay của bà này, nếu mà thí dụ cái hay này nó, mà nếu mà có bà còn thêm những cái hay khác thì cái phiên xử này cứ việc kéo dài hoài, thì có thể là hy vọng là phiên xử này nó còn kéo dài ghê lắm. Cái số lượng mà số ngày tù mà thí dụ sau này mà chánh án mà có phán quyết một cái án tòa nào đó để cho Minh Béo có thể chịu án phạt nào đó thì cái số lượng mà nằm ở đây này nó cũng quá lâu để mà có thể kéo dài như thế này, mình biết bao giờ. Nhưng cái đó là cái hay của người ta. Nhưng có cái điều tôi thấy là, theo như tôi thấy bây giờ đó, mình ngồi mình suy nghĩ thôi, nếu mà thí dụ như trong trường hợp mà bên biện lý mà có sơ sót một cái gì đó thì đây mới là cái lối thoát cho Minh Béo. Đây là lối thoát. Bà có thể là bà Yamamoto, bà là một người có kinh nghiệm, bà sẽ nhìn thấy cái điều đó, tìm những cái sơ hở của bên kia thì mới dismiss được cái khe này. Chứ nếu bên kia mà nó chặt chẽ thì bên này thua. Một trong những cái đặc điểm của bà Yamamoto là rất kín tiếng, phóng viên hỏi cỡ nào cũng không nói, hoặc có nói thì nói chuyện Đông Tây Nam Bắc, chuyện trời mưa, chuyện thể thao vân vân. Anh nhận xét như thế nào về cái đặc điểm đó thưa anh? Thì cái này thì tôi thấy là cũng dễ hiểu thôi. Là vì cái thứ nhất bà mới nhận cái khe này mà bà không nói chuyện với ai ngoại trừ Minh Béo, không nói chuyện với bên dân, bà cũng không nói luôn mà. Rồi đó là lý do tại sao mà phóng viên đồ tới hỏi, ví dụ như tôi thấy có một cái cảnh là Đoàn Trọng đi theo hỏi, bà cũng không trả lời. Thì những cái câu trả lời của bà là về cái đội đội bóng rổ của Los Angeles, hoặc là chuyện trời mưa trời nắng gì đó như anh vừa mới nói. Thì đại khái có nghĩa là có thể là bà chưa nắm vững được vấn đề để mà bà trả lời. Bà chưa nắm được cái khe này thì có thể là những cái câu trả lời vu vơ để cho nó qua chuyện. Sau này có thể bà trả lời, là vì sau này bà nắm được cái vấn đề rồi thì bà đã, cái thứ nhất là nắm được vấn đề, cái thứ hai bà tìm được một cái phương pháp nào đó để mà có thể bào chữa cho Minh Béo, thì lúc đó quý vị sẽ có được câu trả lời của bà Yamamoto. Thành bây giờ với một người khôn khéo thì người ta có thể lái câu chuyện đi vòng ngõ khác, thay vì trả lời một cách thẳng thừng mình không biết giải lý gì trả lời, thì nó có thể là như vậy thôi. Cuối cùng thì trong vai trò của một diễn viên hài, nếu có một cái lời nào đó với một diễn viên hài đang gặp nạn nằm ở đằng sau song sắt, mặc dù là chưa bị buộc tội, anh nếu có một cái cơ hội nói một điều gì đó với diễn viên hài Minh Béo từ ngoài song sắt, anh nói điều gì thưa anh? Tôi nghĩ rằng là thực ra thì con người ai cũng có lỗi lầm, và cái lỗi lầm, mức độ lỗi lầm tới đâu thôi thì nó tùy pháp luật của từng cái địa phương, từng cái quốc gia một. Thì cái chuyện đó là tòa sẽ xử cho mình thì cũng không có nói được. Có cái điều là tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua Minh Béo cũng đã tuyên bố là đã viết được 4 cái vở kịch mà gửi ra ngoài rồi. Đã, ông anh của ông cậu gì đó của Minh Béo đang giữ cái mấy cái vở kịch đó. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái thời gian mình ngồi mình suy nghĩ lại những gì mình có thể làm được và những gì chúng ta không nên làm trong cái đời sống này. Thì đây là cái thời gian có lẽ Minh Béo sẽ ngồi nghĩ lại những cái chuyện đó. Mà khi thoát khỏi cái chuyện này rồi, ra khỏi chuyện này rồi, qua khỏi chuyện này rồi thì Minh Béo sẽ có cái nhìn khác hơn về cái thế giới này, về cái cuộc sống này và về những cái gì mình nên làm và cái gì mình không nên làm. Hy vọng là cũng cầu chúc cho Minh Béo là giữ gìn sức khỏe. Dù sao thì có gì đi chăng nữa thì cũng nên nhìn về một cái tương lai nào đó. Xin cảm ơn anh Trần Thiện rất nhiều thưa anh. Cảm ơn anh Lân đã hỏi. Thực ra thì mình muốn ngồi đây để uống một ly cà phê cho nó thoải mái. Cảm ơn anh rất nhiều.